Trong hệ mặt trời của chúng ta, hầu hết các hành tinh đều quay ngược chiều kim đồng hồ, nhưng sao Kim thì không. Hành tinh nổi loạn này quyết định quay theo chiều kim đồng hồ và các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao, nhân tiện tại sao các hành tinh lại quay, xác định tốc độ quay của chúng kiểu gì, mặt trời có quay không? Thắt dây an toàn vào và ta cùng trả lời những câu hỏi này nhé! Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời và là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời luôn. Bạn có biết rằng sao Kim đôi khi được gọi là song sinh của trái đất không? Đó là bởi vì nó có kích thước và thành phần tương tự như hành tinh của chúng ta. Nhưng chỉ có từng đấy tương đồng thôi, bởi vì sao Kim là một nơi khá điên rồ, ít nhất là như thế. Ví dụ về thời tiết. Trên sao Kim, trời luôn nóng và nhiều mây. Khi tôi nói nóng, là như cái lò, trên đó hơn 430 độ C lận. Thế còn đống mây trên đó, chúng không được làm từ nước như trên trái đất, thay vào đó là bằng axit sulfuric. Vì vậy, vâng, bạn sẽ không muốn ra ngoài mà không có kem chống nắng thực sự tốt trên sao Kim đâu. Nếu bạn nhìn vào những bức ảnh được chụp từ bề mặt của nó, bạn có thể thấy những đám mây màu vàng độc hại này và những cảnh quan hoang vắng nứt nẻ. Và tàu vũ trụ chụp được điều này đã tắt gần như ngay lập tức sau khi gửi những bức ảnh này. Tội ghê! Nhưng bề mặt của sao Kim không chỉ là vùng đất bằng phẳng, tối tăm và rắn chắc. Trên thực tế, sao Kim có những ngọn núi cao hơn đỉnh Everest đấy. Tuy nhiên, những ngọn núi này không được làm bằng đá như núi trên trái đất. Thay vào đó, chúng được làm từ một loại vật liệu núi lửa đặc hơn đá. Sao Kim là một nơi khá rùng rợn chứa nhiều bí ẩn. Một trong số chúng đã làm đau đầu các nhà khoa học trong nhiều năm. Và đây là vòng quay của hành tinh. Hầu hết các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều quay ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng sao Kim không giống như hành tinh khác. Nó quay theo chiều kim đồng hồ. Và đó không phải là tất cả. Nó cũng quay quanh mặt trời nhanh hơn so với quay quanh chính nó. Nói cách khác, một năm trên hành tinh này trôi qua nhanh hơn một ngày. Như thể sao Kim đã biến sự kỳ quặc thành sứ mệnh cuộc sống của nó vậy. Nhưng tại sao lại như thế? Vâng, các nhà khoa học có một vài giả thuyết. Giả thuyết phổ biến nhất nói rằng sao Kim thực sự quay ngược chiều kim đồng hồ giống như các hành tinh khác. Nhưng rồi một điều gì đó đã xảy ra khiến nó bị lật ngược lại. Và thứ đó có thể là gì ư? Một vật thể có kích thước ngang hành tinh. Chuẩn rồi, các nhà thiên văn học tin rằng một thứ gì đó khổng lồ đã từng va chạm với sao Kim khiến nó quay theo hướng ngược lại. Bạn có thể tưởng tượng điều này giống như một cú đánh bia ngoài vũ trụ với vật thể khổng lồ bí ẩn này là bi cái và sao Kim là bi mục tiêu. Nhưng chúng ta thực sự không thể nói rằng sao Kim đang quay sai được. Không có thứ gọi là hướng quay sai trong vũ trụ. Điều này thực sự được gọi là vòng quay ngược. Đây là khi một hành tinh quay theo hướng ngược lại với quỹ đạo của nó quanh mặt trời. Ví dụ, sao Kim có chuyển động quay ngược, nghĩa là mặt trời mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông trên hành tinh đó. Vì vậy, bây giờ khi lá số tử vi nói điều gì đó như sao Thủy nghịch hành thì bạn hiểu rồi đấy. Nhưng sao Kim không phải là thứ kỳ lạ duy nhất trong hệ mặt trời của chúng ta đâu, còn nhiều kiểu quay kỳ thú nữa cơ. Ví dụ, hầu hết các hành tinh trong hệ mặt trời đều quay quanh một đường tưởng tượng gọi là trục. Trục này thường thẳng đứng lên xuống so với quỹ đạo của hành tinh quanh mặt trời. Tuy nhiên, một số hành tinh như sao Thiên Vương có trục nghiêng, nghĩa là nó gần như nằm nghiêng so với quỹ đạo của nó. Độ nghiêng này làm cho các cực của hành tinh gần như nằm trong cùng một mặt phẳng với quỹ đạo của nó. Kết quả là, khi hành tinh quay quanh mặt trời, các phần khác nhau của nó nhận được lượng ánh sáng mặt trời khác nhau, gây ra những biến đổi cực đoan theo mùa. Ví dụ, một cực có thể nhận được ánh sáng mặt trời liên tục, trong khi cực kia chìm trong bóng tối hoàn toàn trong một thời gian dài. Sao Thiên Vương là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời quay theo phía của nó? Các nhà khoa học cho rằng nó có thể lặp lại lịch sử của sao Kim. Ngày xưa, một vụ va chạm lớn đã đánh bật sao Thiên Vương khỏi trục quay ban đầu của nó, khiến nó nghiêng một góc 98 độ. Ta nên biết ơn sao Mộc. Lực hấp dẫn điên cuồng của nó kéo tất cả các tiểu hành tinh và bảo vệ ta khỏi những vụ va chạm như vậy. Tất cả điều này hơi giống với việc các hành tinh bị khóa thủy triều. Hãy tưởng tượng bạn đang hẹn hò với một hành tinh, nhưng thay vì quyến rũ và bí ẩn như bạn mong đợi, nó chỉ nhìn chằm chằm vào bạn với cùng một khuôn mặt suốt đêm dài. Về cơ bản, đó là cảm giác đi chơi với một hành tinh bị khóa thủy triều.
Các hành tinh bị khóa thủy triều là các hành tinh quay quanh trục của chúng với cùng tốc độ mà chúng quay quanh ngôi sao của chúng. Điều này có nghĩa là cùng một phía của hành tinh luôn đối mặt với ngôi sao, trong khi phía bên kia chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Bị khóa thủy triều có thể gây ra một số tác động kỳ lạ đối với khí hậu và thời tiết của hành tinh. Mặt đối diện với ngôi sao có thể trở nên cực kỳ nóng, trong khi mặt còn lại có thể cực kỳ lạnh. Bầu khí quyển trên hành tinh cũng có thể trở nên khá đỏng đảnh với những cơn gió mạnh thổi từ phía nóng sang phía lạnh. Và không nhất thiết chỉ có các hành tinh, mặt trăng của chúng ta cũng hoạt động theo cách này. Bạn có biết rằng chúng ta luôn chỉ nhìn thấy một mặt của mặt trăng không? Đó là vì nó bị khóa thủy triều vào trái đất đấy. Chúng ta cũng có thể lấy hành tinh Lùn Diêm Vương làm ví dụ. Nó có mối quan hệ quay kỳ lạ với mặt trăng lớn nhất của nó, Charon. Cả hai bị khóa thủy triều, có nghĩa là chúng luôn đối mặt với nhau ở cùng một phía. Kết quả là sao Diêm Vương và Charon dường như nhảy điệu waltz xung quanh một tâm trung, tạo ra một vũ điệu độc đáo trong không gian. Nhưng những điều kỳ lạ của hệ mặt trời của chúng ta không dừng lại ở đó. Ngoài ra còn có các hành tinh có tốc độ quay siêu nhanh nữa. Trong khi hầu hết các hành tinh quay với tốc độ khá chậm, một trong số chúng có tốc độ nhanh ở cấp độ siêu âm. Ví dụ, sao Mộc cứ 9 giờ 56 phút quay một lần, có nghĩa là nó có một ngày dài dưới 10 giờ. Điều đó đủ nhanh để khiến hành tinh phình ra ở đường xích đạo của nó. Ngoài ra, vòng quay nhanh này tạo ra các giải gió mạnh, có thể đạt tốc độ lên tới 643 km một giờ. Và nếu tất cả những điều này vẫn có vẻ logic và khá hợp lý, vậy còn các chuyển động quay hỗn loạn thì sao? Chuẩn rồi, một số hành tinh có chuyển động quay bất thường và không thể đoán trước đến mức nó được gọi là chuyển động quay hỗn loạn. Điều này thường được gây ra bởi ảnh hưởng hấp dẫn của các mặt trăng gần đó hoặc các hành tinh khác. Và hầu hết là trường hợp của mặt trăng và các vật thể nhỏ như thế. Trong hệ mặt trời của chúng ta, một số mặt trăng của sao Diêm Vương, sao Thổ và sao Hải Vương có chuyển động quay hỗn loạn. Nhân tiện, mặt trời cũng quay giống như các hành tinh khác đấy nhé. Tuy nhiên, vòng quay của nó không đồng đều. Đường xích đạo quay nhanh hơn các cực. Lạ nhỉ? Hiện tượng này tạo ra một từ trường gây ra các hiện tượng như vết đen mặt trời và vết lóa mặt trời. Nhưng tất cả những điều này làm nảy sinh một chủ đề thú vị. Tại sao ngay từ đầu các hành tinh lại quay? Điều này nghe có vẻ giống như một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng bạn có trả lời được không? Câu trả lời có thể phức tạp hơn một chút so với bạn tưởng tượng đấy. Tất cả bắt đầu từ khoảng 4,5 tỷ năm trước với sự hình thành hệ mặt trời của chúng ta. Khi hình thành, nó bắt đầu như một đám mây khí và bụi lớn. Khi đám mây bắt đầu co lại do lực hấp dẫn của chính nó bắt đầu quay ngày càng nhanh hơn, giống như một con quay. Chuyển động quay tròn này làm cho đám mây phẳng ra thành hình giống như cái đĩa. Khi đám mây tiếp tục co lại, trung tâm trở nên đặc hơn và nóng hơn, cuối cùng tạo thành mặt trời. Trong khi đó, vật chất trong đĩa bắt đầu kết tụ lại với nhau và hình thành các hành tinh. Nhưng vì đĩa đã quay, nên chuyển động quay này được các hành tinh kế thừa khi chúng hình thành. Nói cách khác, các hành tinh quay theo quán tính. Chúng thừa hưởng chuyển động quay tròn của đám mây khí và bụi mà từ đó chúng hình thành. Điều này được gọi là bảo toàn động lượng góc. Đây cũng chính là nguyên tắc khiến những người trượt băng quay nhanh hơn khi họ đưa tay vào. Đó là tất tần tật về thế giới kỳ quặc của vòng quay hành tinh. Từ chuyển động quay nhanh như chớp của sao Mộc đến chuyển động quay ngược kỳ lạ của sao Kim, rõ ràng là hệ mặt trời của chúng ta chứa đầy những điều bất ngờ. Nhưng nhờ các định luật vật lý và lực hấp dẫn của mặt trời, các hành tinh này vẫn tiếp tục quay, giữ thời gian theo nhịp đập đều đặn của vũ trụ. Đón xem tiếp nhé!